Là Omniha 2 vẫn sử dụng cái hệ thống giao diện của màn hình chủ là Samsung Touch Quiza. Màn hình của Omniha 2 thì có ba cái màn hình chúng ta có thể kéo rê qua, thì các cái viết kịch chúng ta có thể đặt ở trên từng cái màn hình riêng biệt khác nhau. Đây, chúng ta kéo Yahoo ra và kéo đồng hồ ra. Rồi, chúng ta có thể đóng lại, di chuyển qua màn hình khác. Tất cả các cái ứng dụng và tiện ích thường dùng chúng ta có thể đặt ở trên cái màn hình chủ này một cách dễ dàng. Đây là giao diện 3D trước của Samsung. Các ứng dụng có thể được chuyển đổi một cách dễ dàng bằng cách nhấn ấn nút giữa và chúng ta có thể chuyển sang các cái ứng dụng khác, hoặc là đóng lại tất cả các ứng dụng với nút NO. Các icon của Omnia 2 được thiết kế rất to và trên màn hình OLED chúng ta thấy là rất là sặc sỡ. Chỉ có thể kéo ngang, không thể kéo dọc được. Các ứng dụng Windows Wide bên trong chiếc Omnia 2 này được Samsung thiết kế gần như hoàn toàn lại theo kiểu giao diện riêng, không giống như các cái kiểu giao diện truyền thống, để mà thuận lợi hơn trong việc mà sử dụng với ngón tay và có cái tông màu nó cùng với cái hệ thống. Tốc độ của Samsung Omnia 2 nói chung là khá mượt mà. Do được chạy chiếc CPU với tốc độ là 800 MHz. Chúng ta có thể bật tắt wifi một cách dễ dàng. Tốc độ Internet khi sử dụng Opera Mobile là khá cao. Chưa cảm ứng so với các Windows Mobile khác cũng nói chung là khá nhạy và tốt. Đang thể xoay. Hiện tại là máy đang sử dụng ROM Windows Mobile 6.1 Professional. Tuy nhiên theo thông tin từ Samsung thì chiếc máy này người dùng sử dụng chiếc máy này có thể là được Samsung nâng cấp cho bản Windows 6.5 trong thời gian không xa lắm.